Bùi Trọng Nguyên hiện lọc sinh lớp 6 trường trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa, thành phố Hồ Chí Minh. Nguyễn vừa được tập đoàn giáo dục EMG Education vinh danh tại lễ trao các chứng chỉ phổ thông quốc tế Bison Adesel, gồm chứng chỉ tiểu học quốc tế I Primary, trung học cơ sở quốc tế I Lower Secondary và tú tài quốc tế International Research SE, chương trình tiếng Anh tích hợp. Trong số 600 học sinh được trao chứng chỉ, Trọng Nguyên là thí sinh đặc điểm môn toán tiểu học cao nhất thế giới. Nam sinh đạt được thành tích này khi còn đang là học sinh lớp 5 trường tiểu học An Bình, thành phố Thủ Đức. Chứng chỉ bia sinh adSL là thành quả cho nỗ lực học tập cho dồi kiến thức của học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 11. Chương trình tiếng Anh tích hợp năm học 2021-2022 theo đề án dạy và học toán, khoa học và tiếng Anh tích hợp chương trình quốc gia Anh và Việt Nam tại các trường công lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Để lấy được chứng chỉ này, các học sinh phải trải qua kỳ thi do hội đồng khảo thí Pearson-ADSL Anh Quốc tổ chức với 3 môn thi tiếng Anh, toán và khoa học bằng tiếng Anh. Sau những giờ học mệt mỏi, Trọng Nguyên thường giải trí bằng cách chơi game trên máy tính, đọc truyện tranh hoặc kéo đàn viêu Ngoài ra, em còn được cha mẹ đưa đến sân đá bóng vào những ngày cuối tuần. Tại trường học, Trọng Nguyên luôn được bạn bè và thầy cô yêu mến vì tài năng và tính tình hiền lành dễ mến.